Tiếp tục với một thông tin liên quan đến điện ảnh, mới đây phim điện ảnh Muôn Vị Nhân Gian, tác phẩm mang về giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes 2023 cho đạo diễn Trần Anh Hùng đã chính thức phát hành trailer trên các cụm rạp tại Việt Nam. Theo đó, trailer chính thức của Muôn Vị Nhân Gian gây ấn tượng mạnh bởi những phước thêm đẹp mắt chỉnh chu về ẩm thực, quay cận cảnh khâu chế biến nhiều món ăn cầu kỳ. Trong không khí rộn ràng sinh động của căn bếp được bày trí đậm chất cổ điển, tình cảm giữa cặp đôi chính là Dodin và Engen âm thầm nảy nở, tuy chậm rãi mà sâu sắc lãng mạn. Đạo diễn Trần Anh Hùng đã khéo léo mượn câu chuyện ẩm thực để kể câu chuyện tình yêu, tạo ra những không gian trải nghiệm cảm xúc đa dạng, đi trái ngược mà vô cùng đồng điệu. Ở trong căn bếp này, Dodin và Engen luôn tất bật sáng tạo nấu nướng. Nhưng khi họ ở bên nhau, mọi thứ trở nên êm đềm và dịu dàng. Những cuộc trò chuyện giữa Dodin và Engel hứa hẹn để lại cho người xem nhiều suy ngẫm, không chỉ về nghệ thuật ẩm thực, mà còn là về tình yêu, về cuộc đời. Được biết bộ phim sẽ chính thức phát hành vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại các cụm rạp trên toàn quốc.